trong những tháng vừa qua google đã tiến hành gỡ bỏ những video có nội dung cực đoan trên mạng chia sẻ video youtube đây là một chính sách lớn của google trong nỗ lực loại bỏ video có nội dung xấu trước áp lực từ chính phủ của các nước chính sách mới đây sẽ xóa bỏ những video đăng tải bởi những liên quan đến các tổ chức cá nhân khủng bố theo danh sách của chính phủ mỹ và anh trước đó youtube cũng đã tuyên bố sẽ loại bỏ những video có phát ngôn thù địch hoặc kích động bạo lực chính phủ của các nước và các tổ chức nhân quyền đã gây áp lực lên youtube trong nhiều năm qua, nhằm kêu gọi trang này xóa bỏ video cực đoan. Chính phủ của các nước cũng có những động thái cứng rắn nhằm đảm bảo không có video xấu lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể nhất thì vào tháng 6 năm nay, chính phủ Đức đã ban hành luật quy định phạt các hãng cung cấp dịch vụ mạng xã hội 50 triệu euro nếu phát hiện có đăng tải những thông tin thù địch.